Cứ gối mãi bằng sách thế này thì đau cổ lắm. Mà còn mấy ngày nữa mới có tiền mà mua gối mới. Kiểu này phải lường đông đục mới được. À, hôm nay tao được 9,5 chiếc đấy. Kinh không? Cao nhất lớp tín chỉ luôn. Sao tự nhiên mày lại cao thế? Tao thấy bình thường mấy cái môn học thuộc đấy mày có bao giờ học cái gì đâu. Với lại tuần vừa rồi anh em mình lại còn chuyện phòng trọ. Đúng là thời gian đâu mà học. Ừ đúng thế, tao chẳng ôn môn này luôn ấy. Tao tính là lên lớp là nhìn bài thằng học giỏi nhất lớp tao ấy. Với lại là chuẩn bị phao để nhìn bài. Cuối cùng đọc đề xong phát là nhìn thấy là đáp án ra luôn. Tự nhiên kiến thức bao đầu nó chui ra hết luôn. Chắc là do bổ sách. Cái gì? Bổ sách á? Ừ, bổ sách này là ông bà tao để lại cho tao ấy. Mấy hôm nay ấy, bọn mày bắt tao gối bằng sách ấy. Nên tao bỏ bùa vào cuốn sách triết học. Nên tao gối, tự nhiên kiến thức nó chui hết vào đầu. Chém gió. Tao là tao không bao giờ tin có cái chuyện tự nhiên kiến thức nó đâu nó chui hết vào đầu. Lúc đầu tao giống mày ấy, tao chẳng tin được. Làm sao có chuyện kiến thức chui hết vào đầu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mày phải hiểu, tao là một thằng mà không ôn gì môn triết cả. Lên lớp cũng có nghe giảng đâu, mày gọi phát tao đi chơi luôn đúng không? Thế tại sao một cái bài chứ nên thế tao lại làm được bài mà lại cao điểm nhất lớp? Có khi lại thế thật. Thế mày tao thi cái môn đường lối cách mạng ấy. Có khi mày cho tao mượn cái bộ sách đấy tí nhỉ? Không được. Mày lấy sách gối thì bây giờ tao gối bằng cái gì? Thì mày gối bằng gối mà tao với thằng Dũng đang gối ấy. Nhưng mà gối sách đau cổ lắm đấy. Không sao, tao chịu được, đau tí có gì đâu, quan trọng là mày thi tốt. Thôi được rồi, mày năn nỉ tao đấy nhá. Ừ, nhưng mà phải bắt tay vào một cái đã. Bắt tay. Không chiều mày lại ấy thì sao? Đổi ý tao chết. Không bao giờ làm mấy cái trò trẻ con đấy nghe chưa? Bắt tay thì bắt tay có gì. Ê Linh. Có chuyện gì thế? Sau này mày làm cái gì mà cái lủi thủi như là xe ủi đi vậy? Tao chơi Pokemon đấy mà. Mày có biết là mày va bọn tao bao nhiêu lần rồi không? Đấy, đau nhức hết cả người này. Tao xin lỗi nhá. Xin lỗi mày được à? Buồn cười nhỉ. Vào quán kia tao mượn Sting nhá. Thật á? Thật, người với thằng bạn thân chơi nước. Pokemon nước. Đây, mấy kiếm cười. Đấy, như này á, mày còn lâu mới muốn được cửa đao. Hay uống nước đi này. Mày ơi. Tao rót cho lọ này. Uống nước này, tao rót. Uống đi, uống đi. Mày thằng làm gì đấy? Hôm nay hai đứa làm gì uống nước đi. Tao rót cho mày rồi đấy. Uống đây. Ôi Sting hôm nay ngon nhỉ. Mày uống có thấy cái vị nào đấy không? Tao thấy cái quán này là Sting nó hay cho thêm cái gì đấy ngon lắm. Không biết thì tao chưa bắt được đâu. Thế thế hôm nay lại cơm với trứng hấp à? Đâu, hôm nay không có trứng hấp, hôm nay có món mới. Mới à? Ngon, thêm món gì thế? Hôm nay là có món này người ta gọi đấy là salad trứng. Ngon. Cái gì? Salad trứng. Nghe tây hết nhỉ? Thế món đây là như nào? Món đấy á, thì nó gồm công thức gồm 2 quả trứng. Mình luộc cách thủy lên. Món đấy gồm 2 quả trứng. Sau đấy mình luộc với nước trong vòng 9 phút. Đúng 9 phút à? Đấy lấy ra, bóc ra bỏ vào bát. Đây rồi. Và thêm một ít nước mắm nữa. Món này ở bên Tây người ta gọi là salad trứng đấy. Hôm nay ăn thử nhá. Thế chỉ cái món trứng luộc rồi nước mắm đâu? Đúng rồi, Việt Nam mình gọi là thế đấy. Chưa trứng luộc dầm nước mắm đấy. Thôi, ăn bên Tây tí nó gọi là salad trứng. Tao thương một mày suốt ngày ăn trứng hấp nên hôm nay mới nghĩ ra cái món mới. Mới làm gì nữa, đúng không? Ăn đi. Đây, mày dầm trứng đi, tao xuống cơm.
Cho ra. Nhưng mà suốt ngày ăn cơm mấy trứng mày to tóp hết người. Cuối tháng mà mày chịu khó tí đi. Tao tự nhiên mày thèm món thịt cáo. Tạm thế. Bây giờ tao thèm một nồi canh cá mẹ tao nấu quá. Thế nên xem mày có cách gì không? Có, nhưng mà mày lắm liều hay không thôi. Lắm liều, liều. Tao cách. Chờ ngày hôm qua tình yêu ấy ngỡ như nhạt nhòa. Bỗng trong hoa cơn gió quay về đây. Tìm lại ngày bên nhau vừa bên nỗi đau. Này Tiến đừng quên một ngào yêu thương đã trao. Và nỗi nhớ vẫn luôn ra sao. Chúng vẫn còn luôn bao đêm. Và anh luôn biết nơi kia xa xôi. Tình yêu ấy vẫn luôn trong tim. Đành vui trôn năm tháng xem như vô. Ê! Chúng mày chịu nào! Mày thấy ấy, như thế này có liều quá không? Thật ra thì theo sự hiểu tao ấy, thì có hơi liều thật. Nhưng mà bọn mày thèm chất tanh còn gì. Ao rộng thế này ấy, nhưng mà mày có biết câu không đấy? Mày nghĩ tao là ai? Hơn 20 năm ở quê, đúng không? Vẫn 10 năm mà tao đi luyện tát ao với bố tao rồi. Kinh nghiệm đầy mình. Ôi mà cái đất này kìa, cái đất này kìa. Sao lên. Cái này phải từ từ. Từ từ phải làm chuyên nghiệp. Thì nó cá mới ăn được, nó bắt đầu bỏ lại. Câu cá chuyên nghiệp nhỉ? Cái này chỉ là tai nạn thôi. Thôi để tao câu lại lần nữa cho mày xem nhá. Đấy, tao nghĩ lần này sẽ được cá to đấy. Mày cứ yên tâm, mày cứ chơi tao đi. Mà xong mày thấy thằng Tố thằng Dũng dạo này nó si đa lắm không? Cứ suốt ngày nó ôm cái anh cái Tiên rồi ngồi. Tao cũng chẳng biết tại sao nữa. Mà đây đâu phải cái ảnh. Đây nó vẽ cái hình gì ấy. Thằng này nó si tỉnh quá. Suốt ngày nó cũng ôm cái hình thế cho nó lắm. Mày nghĩ xem có cách gì giúp nó không? Thì nó cứ ôm cái hình đấy rồi nó nghĩ đến cái Tiên thì làm sao nó quên đi cái Tiên được. Thế thôi dẹp mẹ cái hình đấy đi. Trời, thằng bạn đông đụt của tôi hôm nay có sự thông minh đấy nhở. Tao mà lại. Nhưng mà là sao nhỉ? Thế thì bây giờ nghĩ cách làm sao mà lấy đi cái hình của nó đi. Cất đi, vứt đi. Nhưng mà nó suốt ngày nó cứ ôm khư khư thế thì làm sao mà lấy được. Mày nghĩ cách đi, có cách gì không? Hiện tại tao chưa nghĩ ra. Nhưng mà mày có ngửi thấy cái mùi gì tôi thối không? Mày nói tao mới thấy. Sao ấy? Sao mày ngửi ngay cái đống phân chó này? Thằng điên này, tao tự nhiên thấy cái đống phân chó mày lại cười. Thì tao cười hơi nhạt thì phải. Này, thằng điên này, tự nhiên thấy cái đống phân chó mà lại cười. Tao vừa nghĩ ra một cách để lấy được cái tấm ảnh của thằng Dũng rồi. Cái gì? Làm luôn đi. Đi. Gọi đi. Dũng ơi. Mày ra giúp bọn tao với. Tao với ở đâu đi. Vừa cầu trộm con cá to lắm. To lắm, 2 cân đấy. Nên là bây giờ mày phải chắc mày đi giữa đi. Bây giờ ấy, mà mày vô giúp bọn tao đi. Thế bây giờ vô như nào? Thì bây giờ mày vào cất cái bức ảnh này đi. Ừ. Sau đấy ra đây rồi là tao phải nông thì cần nâng lên phát là mày trộm thôi.
đúng không? Đấy đi. Chiều can. Chiều có anh can ngon lắm. Thôi rồi, chờ tí. Thôi để em giúp các anh nhá. Ô, cô em vào sắm xinh đẹp à? Cái này không được đâu. Thằng Dũng, anh đang nhờ Dũng rồi mà. Thôi, anh Dũng đang bận mà. Để em giúp các anh cho. Ở quê em hay bắt cá lắm ạ. À. Không được đâu. Sao này không được à? Thôi thì em có lòng của anh có dạo đấy. Bây giờ bọn anh đếm 1, 2, 3 thì em chụp ngay nhé, con cá chạy mất đấy. Đếm đi đâu. 1 2 Nhìn vào thì như thịt bò, giờ vào thì như thịt cho. Phụ riêng em theo em bò. Chắc là các bạn đều biết đây là ai. Hảo đấy, Trần Thị Hảo. Hôm nay Hảo đi quay cùng với SVN TV. Hôm nay chúng tôi không mệt. Đuổi láo à? Mày đùa gì đấy? Rất mệt bởi vì một tiếng quay thôi là tiếng rưỡi chứ. Nhầm rồi, tiếng rưỡi rồi nào. Nhưng đang quay bé thế chúng tôi quay hết một tiếng rưỡi. Tại ai? Tại ai? Ok, người kìa. Tại Hào. Tại Hào. Tại cười rồi. Hào ơi. À quên, như thế nào nhỉ? À. Hào ơi, sao em cứ cười? Cười nhiều nhưng có quay xong đâu. Xong đâu. Thôi giờ sao? Giờ sao? Thôi giờ mẹ đi. Ai, chào các bạn. Tối nay viết bạn kiếm điểm 500 lần em xin lỗi. Nghìn lần đi. Nghe chưa? Nghìn lần á? Thôi, mai còn diễn. Nghe chưa? 500 lần xin lỗi. Tối nay phía sáng mai luôn. Ok. Nghe chưa em? Còn thế thôi. Chào các bạn. Nói vui thôi chứ bọn mình thấy được sự cố gắng của Hảo rất là nhiều rồi. Tuy mới lần đầu nhưng mà thực sự là rất là vất vả, nhưng bọn mình cũng khá là vui vẻ. Tại vì các bạn thấy đấy, luôn luôn nở nụ cười như thế này thì không thể ai nào mệt mỏi sau khi về mới mệt thôi, đúng không? Hy vọng là các em sẽ em sẽ cố gắng trong những tập phim tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhá. Ủng hộ và SVM. Không có gì nói, tự nhiên bảo ủng hộ à? Ừ. Hôm nay em xin lỗi ekip. Xin lỗi. Tối em biết bạn kiếm bìa ạ. Bao nhiêu lần? 1.000. Bao giờ tay em mỏi thôi. Đây là tên câu mỏi sao? Đâu sao. Bạn Hảo rất là đáng yêu. Vì thế các bạn hãy như nào nhỉ? Hãy nếu thích like, share and subscribe right here on video. Hãy like và share. À quên, và follow. Hiện nay trang của em Hảo đã bao nhiêu nhỉ? 10.000 sub và thêm vài nghìn nữa cũng không sao. Ok ok ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.